Ok, hello toàn thể tất cả các anh em xin nào. Chào mừng đến với đảo rồng ngày thứ 862 của mình nha. Và hôm nay thì mình làm clip rất là trễ, hiện tại là 8 giờ và 48 phút rồi. Tại sớm giờ mình đi công chuyện. Và sẵn đây mình sẽ nói luôn nha là mình đã nói với anh em là thứ bảy tuần này mình sẽ livestream. Nhưng mà thứ bảy tuần này thì mình bị chuyển ca rồi. Bởi vì là mình sẽ livestream vào chủ nhật nha anh em. Mình sẽ livestream vào chủ nhật. Còn thời gian livestream thì mình tính là tối chủ nhật, nhưng mà mấy anh em có thể comment xong clip này, mấy anh em có thể comment đi là mình sẽ livestream vào lúc mấy giờ thì mấy anh em hãy comment cho mình biết đi nha. Thường thì bây giờ chủ nhật thì mấy anh em thích comment thích livestream lúc mấy giờ thì hãy comment vào cái video này để mình biết rằng chủ nhật mình sẽ livestream nha anh em. Còn thứ bảy mình đã bị chuyển ca bởi vì mình đi ca đêm, không có livestream được. Mấy anh em thông cảm, bởi vì là hãy comment là cái thời gian thích hợp của ngày chủ nhật cho mình biết. Rồi ok, mình nói bao nhiêu thôi là mấy anh em cũng biết rồi. Có gì hãy comment thời gian nha. Để chủ nhật livestream. Rồi mình mong mấy anh em hãy lên đầy đủ nha. Chứ đợt rồi livestream chỉ có 4 người xem mà hồi lên tới 7 người. Trời ơi, livestream mà có 7 người xem mà. Rồi, bây giờ thì xong cái vấn đề livestream rồi. Rồi hiện tại thì cái sự kiện solo mình đã đi tới level 6 và mình đã Yuffuri được rồi, collect food rồi luôn, chỉ còn có like 3 lần thôi. Like 3 lần và hiện tại thì mình đang bị cứng ở cái chỗ like luôn nè. Tại mình kẹt là dính 3 con đang up 3 con. Và còn 47 phút nữa thì mình mới cho cái quả trứng này up được. Nên mình đang like giữa con lửa và con gió cho nó mau nửa tiếng đồng hồ đó. Ok rồi, còn gì nữa không? À đây, con rồng kháng của mình thì đang ấp luôn, 2 ngày 5 giờ nữa nó sẽ nở rồi. Ok, còn gì nữa để nói anh em nghe không? Nếu không thì mình sẽ làm những cái nhiệm vụ ngoài luôn. À quên, cái chỗ sự kiện solo của chúng ta nè là chỉ còn có 5 ngày 22 giờ thôi. Và mình dám chắc với mấy anh em là mình sẽ không hoàn thành được cái sự kiện này. Nếu mình cố gắng thì có thể lấy được cái con này nha. Con Gloom Lady. Còn tới level 9 hoặc là level 10 thì có lẽ là never. Và cũng sẽ không có like được cái con Cosmos này đâu. Bởi vì là mình muốn có thêm một con nữa cũng không có được. Vì mình đã có một con rồi cũng được rồi, cũng an ủi rồi. Bởi vì mình sẽ never cái nhiệm vụ đó luôn. Không bao giờ nhiệm vụ đó mình làm được. Ok, lem luôn. Collect food. Lem. Lem. Rồi, bị đứng luôn rồi. Lắc hay vậy ta? Mạng yếu. Oh no, mình chưa có bật wifi nữa. Mình được bật wifi chắc nó sẽ nhảy lại từ đầu. Thôi kệ đi, mình vẫn làm clip được bình thường mà. Một hồi khi mà mình đăng lên mình sẽ ấy wifi. Còn bây giờ thì bet 20 em rồng chiến 2 mỏ vàng đi. Mình sẽ chiến 2 mỏ vàng. À, chiến xong thì mình sẽ nói lại cái này cho mấy anh em nghe luôn, mấy anh em biết. Để mấy anh em có khi là không có biết. Đây, cái chỗ mà nhiệm vụ nó kêu chúng ta như vậy. Nếu mà nó kêu chúng ta ở đây nè, cái chữ dòng chữ chạy nè, phải không anh em? Đây. Để lên đây, nó bắt đầu ở đầu tiên ngay này. Chữ đầu tiên nó để là chữ RIG nè. BREED đó, RIG. Là chúng ta biết RIG có nghĩa là like, là nó bắt buộc là nó yêu cầu chúng ta like, là chúng ta phải like. Đây, chữ like. Còn nếu mà nó kêu là hatching, hatching là chúng ta nè, thấy chưa? Hatchery nè, nó đã chữ hatchery màu trắng này chưa, là chúng ta phải up gồng nha. Nếu nhiệm vụ chỗ này nó đã chưa hết chinh là chúng ta phải là ấp gồng, còn đã chưa rít có nghĩa là chúng ta nó bắt buộc chúng ta like, nó yêu cầu vậy đó. Để mình giải thích cho mấy anh em biết chỗ này luôn, để mấy anh em không biết mà cứ hỏi cái chỗ này rồi là nó kêu là cái gì
Read có nghĩa là like, hiking có nghĩa là up. Đó, nói lại cho mấy anh em biết. Ok, tiếp tục mình sẽ lên. Euphory đủ rồi, bỏ đi. Euphory thì hôm qua mình có giải thích rồi. Và có thể mình sẽ đi Euphory lại cho mấy anh em xem nha. Đây, có mấy anh em nào mà chưa xem clip hoặc là không biết cái từ Euphory nó kêu đó, nó yêu cầu chúng ta chữ chữ Fury đó, Euphory là như thế nào thì mình sẽ... Đây, Euphory có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái chai này nè. Đây, nó có đẩy cái chai nè. Đây, nên mà có thì bấm chữ U là chúng ta sử dụng. Còn nếu không thì anh em có thể đánh. Đánh bằng cách như thế nào? Bằng cách là đây, đánh vào đây và canh ngay chân bờ là nó sẽ hiện một cái chỗ nè, Radan Fury nè. Đó, nó hiện là một rồi đó. Và tiếp tục mình đánh một cái nữa. Đây được hai. Khi nào đủ 7 cái này nè, 7 cái bộ phát như vậy là chúng ta sẽ Fury miễn phí nha, không có bị tốn cái chai Fury của chúng ta. Đó, bây giờ được tao phát rồi đó. Chiến giờ nào đủ 7 cái đó là chúng ta sẽ được Fury. Fury là chúng ta lấy tay gài vô màn hình đó, chém chém mấy con rồng đó. Ok, rồi mình đã nói lại rồi đó. Còn bây giờ thì vô đây mình sẽ chiến. Mình sẽ chiến bí kíp chỗ công để kiếm perfect hit. Đây như này nè. Đấy, perfect đó. Perfect nữa. Ok, thì hiện tại thì gần 9 giờ và mình cũng vẫn cố gắng làm clip cho mấy anh em đó. Mình nói hơi nhỏ, mấy anh em thông cảm và hãy cố gắng bật loa đi nha. Tại vì phòng của mình thì sát bên phòng ba với mẹ, mà ba mẹ của mình giờ này ngủ rồi nha. Bởi vì mấy anh em thông cảm mình nói rất là nhỏ. Bây giờ có gì mấy anh em cứ bật loa lên nha nha, cố gắng giùm mình. Hoặc là gắn tai phone nghe cho nó dễ. Bận chứ mình cũng vẫn cố gắng làm clip cho mấy anh em xem. Bởi vì mấy anh em đừng có bỏ rơi cái kênh của mình nghe chưa. Cái này mấy anh em không có ai subscribe gì tiếp kênh mình nữa hết á. Và có một cái này mình không có biết, thắc mắc và hỏi ai. Là hiện tại thì mấy anh em biết là mình cũng đã kiếm tiền trên YouTube được rồi, cái kênh của mình á, kênh DML kiếm được rồi. Và hiện tại mỗi ngày á, thì mình thấy cái lượng mà tăng tiền á, thì nó tăng là dao động từ 0,1 0,1 cho tới 0,15 mỗi ngày nha. Mỗi ngày nó tăng là 0,12 hoặc là tới 0,15 đô mỗi ngày. Nhưng mà mấy ngày nay, khoảng 3 ngày nay là tiền của mình nó bắt đầu nó sụt. Mình nhớ bữa hổm mình coi á, là cái ngày hôm trước nha, ngày hôm trước là mình coi là 4,66 đô. Rồi ngày hôm qua thì nó giật lại là 4,50 mấy đô. Rồi ngày hôm trước hôm kia là 4,66. Cái nó giật lại ngày hôm trước nữa là cái ngày đó nữa là 4,55. Rồi ngày hôm qua là 4,40 mấy và hôm nay nó giật chỉ còn có 4,20 mấy đô à. Mình không hiểu là tại sao là tiền nó không tăng mà nó là giật, mà trong khi đó nó vẫn có quảng cáo luôn. Mấy anh em biết thì hãy comment giải thích giùm mình nha. Còn mình là không biết hỏi ai luôn. Tiền đáng lý ra nó phải tăng, nó vẫn có quảng cáo mà tại sao nó lại dục sụt xuống, mình không hiểu. Mình chả hiểu luôn. Đời cờ mờ nó thiệt luôn á. Mình rất là bức xúc nhưng mà chả biết hỏi ai. À quên, đây nó có một cái này nữa nè anh em. Cái chỗ nó kêu chúng ta là hình như ở liver mấy mình không biết nha, chỗ mấy cái này nè. Hình như là mấy cái liver trước này nè. Mình không có biết là nó có gì nhưng mà nó đã chữ Arena. Nước Arena, nó kêu như Arena thì chúng ta bấm vào đây. Bấm vào hai con rồng đối kháng nè. Đây chính là chiến Arena nha anh em. Nó kêu chúng ta chiến Arena, hình như là 4 trận hay là gì đó. Là chúng ta bấm vào đây chiến Arena. Còn nó kêu Win Battle. Nó trong cái nhiệm vụ solo nó kêu Win Battle. Win Battle là chúng ta chiến trong đây nè. Bất cứ trận nào cũng được chứ. Vô ngay chỗ cái trận, trận nào có bí kíp võ công hoặc là cái này cũng được nè. Vô đây, bấm như vậy, Win Battle là chúng ta phải thắng mới được nha, không có thua. Thua là nó sẽ không có tính, còn thắng nó sẽ tính cho chúng ta. Đấy, nè như vậy là Win Battle đó. Là thắng nè, đó thắng rồi đó. Thấy chưa? Mà hình như mình có đăng hình lên cho mấy anh em xem mà.
À mình đăng nhưng mà không, mình không có giải thích, mấy anh em thông cảm mình quên. Mình chỉ đăng thôi chứ mình chưa giải thích. Mấy cái Arena thì chúng ta chiến cái kia, chiến cái tia sét màu đỏ. Một cái này là cái tia sét màu xanh này. Ok, mình đã vô phát hiện xong. Chỉ tìm kho báu. Mình chỉ tìm kho báu đây đi. Yes. Vàng đi con, vàng xanh đi. Vàng xanh. Yeah, màu vàng ghim. Ghim đi con. Ghim đi. Trời ơi, không có ghim luôn. Thật cơ mà, nói thiệt chứ. Tại sao lại không cho tôi ghim gì hết? Làm. Nè, Win Arena Battle nè, giống như nó kêu gì Win Arena Battle chúng ta phải thắng nha. Nhưng mà cái này mình chiến không có thắng nổi, mình sẽ bỏ đi. Bet 20 con rồng. Metan. Ok. Lem. Chi tiền bí kíp giữa công tiếp. Mình phải kiếm đây đây đây. No luôn, không có spin luôn rồi, không có vòng quay may mắn gì hết. Có vòng quay may mắn chúng ta mới có cơ hội kiếm rim. Bet tiếp. Trước đó thì mình sẽ lem kem chuối. Ok, mình sẽ thu ron hết luôn chưa. Mình sẽ bet 19 em cái này. Ok. Rồi, bỏ luôn. Hết nhiệm vụ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thu ron. Thu cho nó sạch hết. Ok. Rồi mình sẽ thu phút luôn. No. Còn sót. Mình sẽ xây 6 giờ đi. 24 triệu. Còn lại 76 triệu. Hiện tại phút của mình là 18,17 triệu. 18,170 triệu.
Ok, mình sẽ chiếm token đi anh em ơi. Token. Chiếm token kiếm rim này. Ơi. Ngẫm. Hồi má ok tiếp. Gì cũng được. Trời gì mà còn sống gì nói chồng nói nó nói chồng gì năm trận cuối. Ok. Mình sẽ chọn gương số 2. Cream. Yeah. Hai phim chờ rồi. Có còn hơn không? Ok. Mình sẽ lem. Lem cái lem kem chuối hết. Rồi hết rồi. Bây giờ mình sẽ còn dư mình sẽ chiến mỏ vàng đi anh em ơi. Vàng ở đây còn nhóc chưa nè.
Một hiếp. Hai hết. Ok. Rồi xong thì mình để coi mình còn cái gì chiến không. Đây mình còn cái Enchanter nè. À cái chỗ Enchanter mình xin nói với mấy anh em luôn nha. Đây mấy anh em thấy cái điểm không? Cái điểm của chúng ta nè. 2k điểm là mới được con Sumo nha anh em, 2k điểm mới được con Sumo. Và bây giờ mình xin nói với mấy anh em nè. Mấy anh em nào mà để mấy con rồng mà còn dưới level 70 phải không? Dưới level 70 thì tôi đảm bảo với mấy anh em là kiếm được 2k điểm rất là khó nha. Mấy anh em biết là tôi mà muốn lấy được cái con Sumo nhớ lúc trước không? Là tôi cho là hình như lúc đó là tôi được 4 con level 70 trên 70 đó, là mới lấy nổi con Sumo đó. Là con Chibon, con Venom với lại con Melon và thêm con Guardian nữa. Là cho mấy con đó 4 con đó lên level là 70 bảy mấy không đó. Nó chiến nổi lên được 2k điểm mới lấy được con Sumo đó. Bởi vì mấy anh em mà còn dưới mà level sáu mấy như ông Thành công tử đó ha, là kiếm hơi khó lắm, kiếm 2k điểm khó lắm. Phải nâng cho cái con Loki của ông, con mạnh nhất team của ông lên từ giá cũng phải level trên 70. Trên 70 thì mấy con kia cũng phải đều đều nhau, lúc đó nó mới căng team nổi với người ta. Chứ yếu yếu là đâu có căng team nổi đâu. Đó. Không căng team nổi đâu, một con một căng team không nổi đâu. Đấu nhiều lắm, có nhiều con mới được. Cố lên cho nguyên cái team đó là level cao cao mới được. Mới lấy được mấy hồng mà lấy được 2k điểm mà lấy được con Sumo nha. Trời ơi, chơi 2 năm mấy mà lấy được con Sumo mới có mấy tháng chứ nhiều. Sumo là tôi lấy mới đây, cách đây cũng cũng tầm được có vài tháng chứ nhiều. Chứ không phải dễ dàng đâu. Khó gì cả khó vậy đó. Ok, thôi chiến xong trận này nữa mình sẽ up clip nha nè, thấy trễ rồi. Nhiều là đủ rồi, đánh xong trận này đi. Up clip rồi chúc mấy anh em ngủ ngon luôn nha. Mấy anh em tối nào xem được thì ngày mai xem ủng hộ kênh mình nha. Rồi ai mới đến kênh của mình lần đầu thì nhớ subscribe kênh mình nha. Cảm ơn mấy anh em nhiều lắm. Rồi bây giờ thì see you again. Hẹn mai gặp lại. 5 trên 5 luôn. Ok, bye bye.